Dạ em xin chào quý anh chị, cô chú bác gần xa đang xem qua màn ảnh nhỏ. Thì hôm nay em Hiếu tiếp tục giới thiệu cho một người. Đó là một em Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Tucson nha mọi người. Đây là màu trắng nội thất nâu. Bên em đang sẵn xe giao ngay. Thì nhà máy vừa trả xe về các đại lý nha. Thì trong đó có màu trắng này. Thì trên phiên bản Tucson bản Turbo này á, thì quý anh chị sẽ được trang bị full option, ví dụ như là đèn full LED trước sau, cảm biến trước sau, camera 360 độ, cũng như là mâm nó sẽ khác hơn so với phiên bản, đặc biệt là mâm 19 inch nè, hình bông hoa được quay clip rất là đẹp, cũng như là thắng đĩa trước sau, xi nha sẽ tích hợp trên gương, cũng như là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và đặc biệt nữa là nhớ hai vị trí ghế. Đó. Về Tucson thì xe sẽ sở hữu là cần số dạng nút bấm 4 chế độ lái nha mọi người. Nội thất cực kỳ sang trọng và thể thao luôn. Có lẫy số trên vô lăng. Cho quý anh chị nào đam mê thể thao này, chạy trên cao tốc đó, mình có thể hạ số lên số được nha. Và hộp số sẽ là 7 cấp nha mọi người. Cửa sổ trời toàn cảnh đây, bệ tỉa tay cỡ lớn và đây cần số dạng nút bấm, màn hình giải trí cỡ lớn nè. Đó. Rồi cùng với đó là gói công nghệ an toàn chủ động Adaptive Cruise Control, giữ làn đường, giữ lưu xe, bấm lưu xe. Ghế là nội thất nâu nha mọi người, rất là thể thao luôn, sang trọng không kém. Và hệ thống giải trí lo bao cực kỳ hay luôn nha mọi người. Và hàng ghế sau thì khỏi nói rồi, cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Xe vừa về nên là còn nguyên siêu nguyên ni lông. Anh chị nào muốn giao xe mà còn sẵn cái này, em là để sẵn cho mọi người luôn. Mọi người lên showroom bàn giao xe thì tự tay mình lột ra luôn nha. Đó. Mâm sẽ là 19 inch, cực kỳ thể thao luôn. Đuôi thì sẽ cực kỳ hầm hố nè. Quay cho mọi người xem. Cớp thì bao rộng luôn. Đây, cớp thì bao rộng luôn cho mọi người. Hàng ghế thứ hai có thể gặp lại được thoải mái. Vậy đây. Đó, có thể gặp lại được. Cực kỳ rộng rãi cho mọi người đi xa hoặc chở đồ nè. Có cổng mà lấy điện ra luôn. Hiện tại giá xe đang rất là tốt nha mọi người. Quý anh chị mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ em Hiếu ngay nha. Em Hiếu sẽ để một cái giá rất là tốt và hợp lý trong thời điểm hiện tại, vì hiện tại dòng Tucson này nhà máy vừa giảm giá niêm yết lên đến là 50 triệu đồng nha. Nên quý anh chị nhanh tay liên hệ em Hiếu theo số điện thoại trên hotline là 093 114 9304 hoặc đến trực tiếp đại lý Hyundai gia đình số 94-96 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để được em Hiếu tư vấn hoặc là báo giá cụ thể và sẽ có một giá tốt hơn nữa nha. Như rồi thì bên em Hiếu đang có sẵn màu đỏ luôn nè, hoặc là các dòng Santa Fe, Mustang, hoặc là xa xa bên nữa là Palisade, em Hiếu cũng đang sẵn xe giao ngay luôn, giá cực kỳ tốt khi quý anh chị liên hệ tới em Hiếu nha. Ngoài giá ra thì em Hiếu còn cam kết về chất lượng phục vụ cũng như là hậu mãi khuyến mãi nè, đảm bảo cho quý anh chị là bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100.000 km và luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/24 nha. Dạ rồi, em Hiếu xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý anh chị đã xem, nhớ cho em Hiếu một nút like, một nút đăng ký kênh hoặc tiện thể theo dõi xem clip nha. Dạ rồi. Em xin thành cảm ơn tất cả.